mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, chính là Happy Birthday to me. Với bạn, sinh nhật là một ngày như thế nào? Nhưng với mình, đó là một ngày đẹp nhất trong năm. Một cột mốc rất là quan trọng cho tuổi mới. Và mình tự nhìn lại mình đã thay đổi như thế nào và mình đã có những trải nghiệm gì cho những tuổi mới. Đó là những câu hỏi mà mình luôn phân vân và tự hỏi bản thân mình. Mình còn những gì mình chưa làm. Mình thật sự rất là cảm thấy rất là may mắn. Tại vì cứ mỗi năm sinh nhật mình được trải nghiệm một điều mới. Như năm rồi thì mình được lặn san hô ở Phú Quốc, còn năm nay thì mình đón sinh nhật ở Đà Lạt, một nơi mà mình không nghĩ là mình sẽ đến đây lần thứ hai trong năm. Năm nay mình có rất là nhiều trải nghiệm mới. Mình được cắm trại, mình được chèo thuyền kayak trên hồ Tuyền Lâm. Mặc dù là trong mùa mưa, nhưng mà trộm vía hay những ngày mình đi Đà Lạt nắng rất là đẹp. Hôm nay thì mình được đi thử thú Judo nè, cách thành phố 45 km. Và đặc biệt hơn nha, lần này mình đi còn ngay trúng lễ hội festival ở Đà Lạt, có rất là nhiều hoạt động vui. Mình sẽ review chi tiết những cái này trong một vlog sắp tới nha. Còn bây giờ thì enjoy và xem hết vlog Happy Birthday của mình nha. Hôm nay là một đêm cực kỳ tuyệt vời luôn. Happy Birthday to me. Và mình mong là mình sẽ trở lại Hà Lạt một lần vui như thế này nữa. Và bây giờ sẽ quay lại resort của mình để unboxing những quà sinh nhật mà mình được tặng nha. Let's go, hẹn gặp lại sau. Mình có nhận được quà của resort Đà Lạt Wonder cho mình, đó chính là Happy Birthday. Cảm ơn Đà Lạt Wonder rất là nhiều. Mà thì bạn nào chơi với mình thì cũng biết tuổi thật của mình rồi, nhưng mà mình chỉ muốn lúc nào nha, mình cũng mãi mãi ở tuổi 20. Mình lúc nào mình cũng mong là cái năng lượng này nó mãi mãi như vậy. Mình rất là hào hứng cho cái vlog lần này để ra, tại vì lần này mình đi á nha, mình trải nghiệm được rất là nhiều thứ. Mình cảm thấy là giống như là mỗi năm á nha, mình sẽ đặt cái mục tiêu là mình sẽ trải nghiệm những gì mà mình chưa làm. Và tự nhiên mình cảm thấy mình rất là hào hứng cho những cái năm sắp tới. Mình chỉ không biết, mình không biết chuyện diễn tả như thế nào để cho mọi người biết là mình thật sự rất là cảm ơn những cái tấm lòng này. Và mình thương mọi người rất là nhiều. Bây giờ là unboxing cái quà này với mình nha. Giờ mình unbox từ trong ra ngoài trước nha. Đầu tiên là máy đọc sách. Đây là máy của Quang. Quang là đứa đi chung với mình, là đứa chơi với mình được 20 mấy năm rồi. Và thật sự rất là vui năm nay hai đứa có thời gian đi chơi với nhau, có rất là nhiều kỷ niệm vui. Bạn không biết đâu nha, mình sinh ngày 23 tháng 4, Quang nó sinh ngày 24 tháng 4 và hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà mình thật sự rất là quý cái tình bạn này. Cảm ơn rất là nhiều. Chai nước hoa Chloe Club Story. Đây là cái chai mà mình đã yêu từ rất là lâu rồi, mà mình kiểu cảm giác là Club Story, mình rất là mong là sắp tới mình sẽ tự yêu bản thân mình thiệt là nhiều và sẽ có những tình yêu đẹp sẽ đến với mình. Mà trước hết là mình sẽ có được cái chai này tại vì mình thích nó quá rồi. Mình nghĩ là không có thời điểm nào đẹp bằng khi mà mình mua chai này về. Mình nói thiệt nha, mình nôn cua chai này lắm luôn rồi ấy. Ôi trời ơi mọi người, look at this Quang. Cảm ơn Linh, trời cảm ơn Linh những ngày cực khổ đi làm đã tự thưởng cho mình những món quà này. Trời thích quá đi mất. Chịu không để cua cái quà này chứ. Ở cái túi này xinh quá mọi người, nhìn nó kiểu yêu gì đâu, có thể cũng khá là dễ phối đồ, kiểu xinh quá. Thôi thôi luôn đi. Mặc dù là mình đã nghỉ làm và đã rời khỏi công ty hơn 3 năm rồi, nhưng mà mình và chị vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn chơi với nhau, vẫn hay hẹn hò nhau đi ăn này. Và năm nay sinh nhật mình, chị nhắn một tin nhắn mà mình chỉ biết là trời, mình cảm ơn, em cảm ơn chị cho rất là nhiều. Chị nói là chị sẽ tặng cho mình một chai nước hoa YSL. Và đó là một cái chai nước hoa mà mình đã thích từ lâu lâu lắm rồi, nhưng mà mình không
mình chưa có dám mua luôn á mọi người. Mà mình cũng không biết lý do vì sao mà chị lại đủ sức yêu thương cái đứa em nhỏ này mà tặng cho mình chai nước hoa đắt như vậy luôn á. Mình cảm ơn. Rồi, unboxing và xong, bây giờ thì mình sẽ thổi nến thôi. Mọi người thổi nến cùng mình nha. I wanna know how your lips taste, how the scent of your hair smells. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hôm sinh nhật năm nào cũng thiệt là gì niềm vui. Hai, ước thôi mà, phải ước trong lòng mới được. Một, hai, ba. Happy birthday! Yeah! Không biết nữa. Năm nay là một năm sinh nhật trọn vẹn không? Năm nào cũng là một năm sinh nhật trọn vẹn. Và năm nay là một năm sinh nhật trải nghiệm rất là nhiều. Trưởng thành hơn, trưởng chạc hơn. Nhưng mà mình mong là cái năng lượng này, cái năng lượng tuổi trẻ này nó sẽ thay mình mà. I wanna know how your lips taste. Hôm nay mình thật sự rất là vui. Tại vì sinh nhật mình đã qua 2 ngày rồi. Hôm nay là thứ 2 mình đi làm lại sau chuyến đi du lịch của mình. Thì mình nhận được rất là nhiều quà của các anh chị trên công ty đã tặng. Mình sẽ unboxing quà trước. Và sau đó là mình sẽ tâm sự với các bạn một vài điều cho sinh nhật lần này mà mình muốn. Sau khi mình coi lại mình biết là à, năm nay sinh nhật mình có những gì đặc biệt và có những gì thay đổi như thế nào. Let's go. À, nhưng mình đã chia sẻ là đây là bó hoa mà anh manager đã tặng cho mình hồi nãy mình đã khoe với các bạn ấy. Trời, anh dễ thương lắm nha. Anh đặt hoa mà anh luôn luôn nhớ tên. Nhưng mà năm nào mình cũng được tặng một bó hoa giống như vậy rồi. Nên mình biết là yeah, chính là anh Phi, manager của mình tặng mình đó hoa này. Chứ không còn ai hết á. Anh rất là dễ thương luôn á. Bây giờ sẽ qua một món quà tiếp theo. Đó chính là của Quang. Bạn đi chung với mình thì bạn biết rồi đó. Quang có tặng cho mình có máy đọc sách rồi. Nhưng mà hôm qua lúc mà hai đứa đi Lan Farm đi mua đồ thì mình cứ ngắm nghía cái nến thơm ở Lan Farm. Tại vì mình đã mua một lần lúc mà mình đi tháng 12 rồi. Đây là cái mùa này, là mùa Ocean. Mình rất là thích. Nhưng mà mình đã xài hết rồi. Cái nến thơm mình xài tốn lắm đó. Mình nghĩ như là mình mới xài có 3 ngày thôi là nó hết mất tiêu rồi. Tại vì mình xài nến thơm rất là kinh khủng. Tại mình đốt liên tục á, mình muốn lúc nào phòng mình cũng có sự ấm cúng, nó cứ có hương thơm gì thoang thoảng mát mát trong phòng á. Hay là Quang cũng đã tặng cho mình một hộp, đã mua tặng cho mình một hộp. À, đây là cái mùi mà lần trước mình đã phân vân á, là mùi vanilla hay là mùi ocean. Lần trước thì mình là chọn mùi ocean, bây giờ thì mình sẽ có được vanilla. Mình thích mùi ngọt á, nên là I got it. Trời ơi, cảm ơn Quang. Mình đã ưng mấy ngày nay rồi. Mình thật sự rất là muốn mua cái mẫu này. Và mình không ngờ mấy chị sao mua tặng mình cái mẫu này. Trời ơi, thích quá. Đây là cái, chung quy là nó là cái mà mình đang rất là cần mà tự nhiên được tặng á. Nên là mình kiểu sung sướng quá đi mất luôn á. À, hết rồi đó. Đó là mình nghĩ chắc là mình cũng hết được tặng quà sinh nhật rồi. Tại vì bây giờ cũng đã qua hơn 2 ngày sinh nhật, cũng được tặng kha khá đồ. Mình không còn nghĩ ra ai có thể tặng quà cho mình nữa. Mình nghĩ là như vậy là quá hạnh phúc với mình rồi. Với mình nha, sinh nhật rất là quan trọng. Nó giống như một cái ngày gì đó đánh dấu ở mình một cột mốc mới. Mình đã thêm một tuổi, mình đã thay đổi như thế nào trong suy nghĩ, mình đã thay đổi thế nào trong tư duy và con người của mình. Nên vì thế với mình nó là một cái cột mốc rất là quan trọng. Mình luôn luôn dành tất cả những điều đặc biệt của mình mà mình có thể dành cho cái buổi sinh nhật đó. Chính vì thế năm nào mình cũng đi du lịch để đón sinh nhật cả. Thật sự nha, những năm rồi sinh nhật mình còn nhiều quà hơn thế này nữa. Và mình ăn rất là nhiều buổi tiệc sinh nhật với những người bạn khác nhau. Nhưng mà năm nay thì đặc biệt hơn một tí, đó chính là mình mất khá là nhiều bạn bè vì một số lý do gì đó. Nhưng mà ngày trước á, nếu như mà ngày trước á, mình sẽ rất là buồn. Mình sẽ kiểu tại sao lại vậy ta. Mình sẽ kiểu cắn rứt trong lòng mà mình không hiểu lý do vì sao mà họ lại đối xử với mình như vậy, tại sao họ lại rời đi như vậy. Nhưng mà
Bây giờ thì mình cảm thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Sẽ có người đến, mình sẽ có người đi vì một số lý do gì đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái lúc mà chúng ta chơi với nhau, cái lúc mà chúng ta đối xử với nhau là đối xử bằng cách hết cả tấm lòng rồi. Cái điều mà mình tiếc nhất á là mình không được ăn sinh nhật với lại nhóm bạn đại học của mình. Thật ra nha, năm nào ăn sinh nhật với tụi nó là mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy hết là đủ rồi, không cần cái gì hơn. Nhưng mà năm nay khá là tiếc là tại vì mọi đứa đều có môi trường làm việc khác nhau, mỗi mỗi giờ làm việc khác nhau nên là không gặp mặt được. Không sao. Trước khi kết thúc vlog sinh nhật lần này, mình có một vài lời nhắn nhủ đến với bản thân của mình, đó chính là Happy birthday. Happy birthday Linh. Cảm ơn bản thân mình lúc nào cũng luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực và luôn luôn hướng lên và càng ngày càng cho mình một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn tất cả những anh chị, hay là cảm ơn chân thành nhất mà em có thể nói, vì mọi người đã thật sự đối xử với em rất là tốt và còn dành cho em những món quà đặc biệt như thế này trong mừng sinh nhật. Và mình thật sự rất là mong tuổi mới mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Mình mong là những gì mà mình đang ấp ủ, những gì mình đang ước mơ, mình có thể có ngày mình có thể đạt được và mình nó thành hiện thực. Rất là mong mình sẽ gặp được thật nhiều là sự may mắn trong công việc này, trong tình yêu này, được nhận được rất là nhiều sự yêu thương từ mọi người. Cuối cùng mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi hết vlog sinh nhật của mình lần này. Hẹn gặp mọi người trong những vlog sắp tới. Nếu cảm thấy hay hãy cho mình một like và subscribe để cho mình có thêm được nhiều động lực để ra được nhiều video hay hơn nha. See you. I wanna know how your lips taste, how the scent of your hair smells.